Chào cô bác. Rồi hôm nay mình hôm nay cũng hữu duyên cô bác ơi, rất là đi hồi sáng tới giờ đi tới đâu cũng suôn sẻ hết cô bác. Trong khi cái mùa dịch Covid này rất là căng, nhưng mà mình đi đến tự viện nào thì cũng được suôn sẻ cô bác. Đây cô bác biết đây là cái ngôi chùa gì chưa? Đó. Chắc có lẽ là nhìn xa là cô bác cũng đã biết rồi. Rất là đặc trưng. Đây. Chiều ngã về chiều rồi cô bác. Gần tắt nắng rồi đó. Mà mình quay, mình ghi hình ngược sáng nữa là cô bác thấy là rất là khó khăn trong cái vấn đề tác nghiệp này. Đây cô bác xem kỹ nha, nhìn cái mái ngói cong cong mà nó vuốt nhọn lên cao là cô bác cũng đã hiểu rồi. Mình nãy giờ đi vòng vòng rồi là đây là mình cũng không chắc chắn gì mấy đâu. Gặp ông từ ở trước, ông ngồi bên hông trong cái khuôn viên chùa đó kia, thưa thỉnh với ông. Ông nói là không được đâu, mùa Covid rồi, sư ông không có tiếp ai đâu. Nhưng mà nó con ghi hình cho Phật tử tường lãm cái ngôi chùa mình thấy đẹp quá. Cái ông từ ông vô, ông mới thỉnh với sư, rồi sư mới ra bước gặp mình. Mình cũng thưa thỉnh như vậy. Nói chung là cái nội dung là thưa thỉnh là mình đến viếng chùa rồi ghi một số hình ảnh để cho Phật tử gần xa được tường lãm cái ngôi chùa của mình. Đó. Thì sau một hồi thuyết phục đó, thì sư ông đã gật đầu cô bác. Cô bác thấy tuyệt vời không? Cái ngoại quan cảnh như vậy mà mình không bước vào trong được đó, thì rất là tiếc cô bác. Đó, rất là tiếc luôn. Thành ra bây giờ mình đây. Đó. Đây cô bác cũng đã thấy rồi đây. Đó, cô bác cứ đọc đi. Đây là cô ở tới cái dách đó là cùng của khuôn viên của cái chùa này rồi đó cô bác. Cái chùa này rất là đẹp. Đây cô bác thấy đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hệ phái Nam Tông. Ở Phật giáo thì có hai hệ phái nha cô bác, hệ phái Nam Tông và Bắc Tông, và từ Nam truyền và Bắc truyền đó cô bác. Chùa Bitukosarang Say Viễn Quang, chùa Bitukosarang Say Viễn Quang. Cái địa chỉ tọa lạc của ngôi chùa này là 27 cô bác, 27/18 Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đó. Rồi, cô bác đã rõ rồi ha. Đó, như vậy là tổng quan làm như vậy đây. Rồi. Sư ông hồi nãy mở cổng cho mình ra ấy rồi, nhưng mà bây giờ mình đóng cổng để mình đi ra để mình ghi hình. Xong mình bước chạy vô. Đó. Cô bác thấy rất tuyệt vời không? Đây cái địa chỉ này cô bác. 27/18 Mạc Đĩnh Chi. Rồi, bắt đầu mình mở cổng này cô bác. Đó. Nãy sư ông mở cổng rồi mình đóng lại, sư ông nói sao không vào mà đóng lại. Nó con ra ngoài, con quay ngoại cảnh là con mới trở vô. Đó. Đây. Vô chứ. Vô trước, vô trước. Đây, chú chó giữ chửa đây. Chú chó giữ cửa đây, thôi vô.
Đây, mình đã chốt cổng ở đây cô bác. Đây, chốt cổng rồi, bắt đầu đi vào đây. Đây cô bác, đầu tiên là cô bác thấy cái bảng này, vô cổng chùa nào cũng vậy ha. Đề nghị sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Rồi, sát khuẩn tay luôn. Đeo khẩu trang có luôn. Rồi, đây là bộ trúc của bác. Rồi, đây là cái hình ảnh của cái chùa ở trong đây cô bác. À, cô bác thấy tuyệt vời chưa? Có 102 nha cô bác. Đó. Dạ, Bình Cần Thơ sư. Con quay giáp ở nội ô Cần Thơ đó sư. Đó, sư ông đó cô bác. Đây, đây là hình ảnh của sư ông đó cô bác. Rất là dễ thương, sư ông dễ thương lắm. Hôm rồi mình gặp sư ông nào cũng dễ thương. Mấy sư ông ủng hộ mình lắm cô bác. Vấn đề này thì mình đi chùa chiền để cho Phật tử có cái niềm tin, tính tâm mà bây giờ không có điều kiện để đi tới trong cái mùa này đó cô bác. Thì mình viếng chùa qua cái màn ảnh nhỏ. À, bây giờ công nghệ 4.0 rồi. À, thì tất cả các hình ảnh đồ này kia thì mình post lên là Phật tử đều xem được hết. À, bây giờ mình ở nhà mình vẫn viếng chùa được như thường. Rất là đáng quý. Đây. Đây cô bác xem đây. Dạ. Lên ba lậu luôn hả sư? Rồi con cảm ơn sư rất nhiều. Thì con bỏ dép với nó ở đây. Rồi con xin phép con đi nha sư. Con lên lầu. Dạ. Đây nè cô bác. Rất quý. Được sư dẫn đường cho mình đi luôn cô bác ơi. Còn gì bạn? Rất là tuyệt vời. Hôm trước chùa Bồ Đề bên cầu Cần Thơ đó sư. À, con ở bển sư cũng đóng cửa rồi. Hồi coi sư qua ủng hộ con. Sư cũng mở cửa cho con vào. Đây cô bác. Đây. Tự tay sư lên bật đèn cho mình thì đi đi thăm qua chùa. Dạ. Rồi, con cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ. Đó. Cô bác thấy chưa? Mình là hữu duyên đi tới đâu sư cũng ủng hộ, các sư, các cô, các thầy đều ủng hộ mình hết cô bác. Đây con đi theo sư luôn nè. Đây là hệ phái Nam truyền nè cô bác. Mình đi riết theo sư của bác. À, đích thân sư lên bật tất cả các đèn cho mình chiêm ngưỡng đi cô bác. À, cô bác thấy không, rất là quý thấy không, hữu duyên lắm, đi tới đâu cũng hữu duyên hết rồi cô bác, được các sư đón tiếp. Mình không nghĩ tới vấn đề này đâu cô bác. Không nghĩ đến vấn đề mà mình ở ngoài mình chỉ quay ngoại cảnh thôi. Nhưng mà không ngờ sư rất rất trân trọng sư. Sư chính ta tay là mở cửa cho mình vào để cùng tham quan cô bác. Rồi con cảm ơn sư rất nhiều. Là mình đi tới đây đỉnh cao nhất hả sư? Dạ. 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 Đây. Đây là cô bác. Đây, còn lên nữa cô bác ơi.
theo sư tới chân trận trên này luôn nè, lộng lẫy luôn cô bác ơi, rất là lộng lẫy, rất là nguy nghi. Ở đây là tầng 3 phải không sư? Dạ. Vậy là cái trên này là cùng đó hả sư? À, trên này là cao nhất rồi đó hả sư? Còn trên nữa. Đây cô bác. Rất là màu sắc cô bác ơi. Toàn cảnh những cái bức phù điêu rất là sống động, rất là đẹp cô bác ơi. Rất là màu sắc. Dạ. À, thưa sư đây là Phật Thích Ca phải không sư? Dạ. Tại vì ở đây hình như ghi tiếng Khmer con không đọc được. À tượng nội thôi. Tượng ngay giữa nè. Dạ, Thái Lan cũng vậy. Hai tượng đá của Campuchia. À. Rồi tượng trên của mình nè. À, cũng là Phật Thích Ca phải không sư? Đây. À, thưa sư cho con hỏi tí. Mình ở đây là phái Nam truyền phải không sư? Dạ. À, Theravada đó cô bác. À, có hai dòng phái là Nam truyền và Bắc truyền, mà bên đây là thuộc về Theravada. Đây. Đây là cái tượng này là của Thái Lan, cúng dường này cô bác, bên Thái Lan. Và cái tượng này, cái tượng phía sau cũng ở Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà của tượng này bên của sư. Dạ. Còn cái tượng ở dưới, cái tượng ở dưới này đây, cái tượng thạch anh trắng trắng này là cái tượng này của Campuchia cúng dường của bác. Đó. Rất là quý. Cô bác thấy không? Màu sắc rất là lộng lẫy ha. Mà cũng rất là trang nghiêm cô bác. Đẹp là lộng lẫy luôn đó. Đúng là hữu duyên. Hồi nãy con có xuống chùa ông mà chùa ông cũng đóng cửa sư. Dạ. Đó cô bác. Đây, những cái bức phù điêu này. Đây, Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ đề đó cô bác. Đây. Dạ đi ngoài lên luôn hả sư? Dạ. Dạ đi trước đi con xin sao. Ở sư mình bên Nam tông mình không có, bên Nam truyền mình không có ngày hộ pháp hả sư? Có, mình đưa lên trên ấy hết. Dạ. Đưa vô vách hết rồi. À dạ. Thì chỉ là lễ tượng Phật. Dạ. Phật là đấng toàn giác, Chúa chư thiên nhân loại. Dạ dạ. Còn các vị ấy thì mình đưa vô trong ấy hết. Dạ. Nên quả cái này là sự tích của Đức Phật. À. Đi vô bốn cửa thành đó hả sư? Dạ. Không có bốn cửa thành, chút nữa mình đi lên trên. Dạ. À đây. Đức Phật này đạo. Đây sự tích. Dạ. À, từ lúc bé đến lúc trưởng thành đó phải không sư? Dạ. Dạ. À, còn khi trưởng thành mà đi đi ra bốn cửa thành đó là lúc ngày trưởng thành này, còn cái này là lúc từ tấm bé đến lúc ngày đã giác ngộ. Dạ. À, có thiên thượng thi hạ duy ngã độc tôn á cô sư. Dạ. Con á thì chuyên đi chùa rồi không cô sư ơi. Dạ đi chùa đi nhiều. Đây. Cái này cái nho bảy ngày đó là Gia Du Đà La đó cô bác. Đây cô bác. Đây là cái tượng này đặt thẳng lên cái bức tường của chùa luôn đó cô bác, chứ không có phải là tượng, không phải vẽ cô bác, đắp nổi hết. Thành ra đắp nổi hết. Những cái bức phù điêu này là toàn là hình nổi luôn cô bác, rất là công phu. Rất là công phu, rất là đẹp cô bác ơi. Đây. Tượng hình nổi hết cô bác. Cô bác thấy đẹp lộng lẫy không? Mấy chùa Khmer thì màu sắc rất là dữ cô bác. Xem là choáng ngợp luôn á. Rất là đẹp và lộng lẫy luôn.
Đây, cô bác thấy trời bên kia chuyển mưa là đang thui thủi luôn á, thấy chưa? Nhưng mà ở đây thì mình cố gắng bù sáng cho cái hình ảnh rất là đẹp cho cô bác xem. Tại vì cái phong này quá tốt, cái phong này quá trời đẹp luôn. Đây. Dạ con đi đó con lên hả sư? Rồi, bây giờ này cô bác. Đây cũng là tượng nổi không nha cô bác. Ủa ngày này phải ngày Ai Tư Đà không sư? Dạ. Đây. Cô bác, ở trên đây những cái bức phù điêu xung quanh tượng đây là toàn bộ cái cuộc hành trình của Đức Đức Phật Thích Ca mà ngài đi tầm đạo đó cô bác. Đến khi họ ngài đã đạt được chánh giác luôn đó cô bác. À, tất cả cái cuộc đời Đức Phật được sẽ được khắc trên xung quanh cái tầng cao nhất của ngôi chùa đây. Dạ. Đây nè cô bác. Wow, cái chánh điện rộng quá trời đẹp. Cô bác xem đây. Sao cái đó sao thầy? Chưa. Dạ. Đây. Quán này lúc thầy còn làm công tác. Dạ. Thì ta thấy cảnh thanh tạo. À, sanh lão bệnh tử. Dạ. À, có nghĩa là sanh già bệnh chết đó cô bác. À, trong Nho giáo thì kêu là sanh lão bệnh tử, ở ngoài là người sanh người già người bệnh người chết. Còn cái bức phù điêu này sư? Dạ dạ dạ. Đó cô bác. Cô bác thấy cái bức phù điêu. Tứ đại động tâm đó hả cô sư? Dạ. Đây ngày ấy đó. Đảng sanh. Đảng sanh. Đạo rồi tiếp năm vị kiều Trần Như rồi. Tâm Niết Bàn. Dạ. Đây là tứ đại động tâm thu nhỏ cô bác. À, tứ đại động tâm ở ở ở ở ở ở thánh thánh ở thánh địa ở xứ Nepal đó thì nó rất là rộng, còn ở đây là cái mô hình thu nhỏ này cô bác. Này, đây là ngày lúc đảng sanh của bác. Này. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, có nghĩa là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đây. À, nhờ các sư các thầy mà về dẫn đoàn đi về thánh địa ở Nepal á, mình kia Ấn Độ nhưng mà thật sự đó là xứ giờ này Nepal đó cô bác. Là đều đi qua tứ đại động tâm hết trơn cô bác. Đây. Đây. Đây cô ba bác, đây là Đức Phật đắc đạo dưới cội Bồ đề của bác. Rồi. Ở đây là ngồi ngài thuyết pháp với cho năm anh em kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển phải không sư? À. Đây. À, ngài thuyết pháp cho năm anh em kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển là vườn Nai phải không sư? Dạ. À, vườn Lộc Uyển là mình nói là vườn Nai đó cô bác. Rồi. Đây là ba rồi đó cô bác. Là ta mà đó tứ nè. Là cái nơi đến cuối cùng là của Phật tử là cái nơi ngài nhập Niết Bàn dưới rừng Sa La sông Thọ đó cô bác. À, dưới hai hàng cây Sa La đó. Giá lốt. Dạ có nghe cô. Dạ. À, bây giờ sao cho gửi ba cô nói Hạnh gửi tin nhắn cho con đi, bây giờ con đâu có xài ấy nữa, không có Zalo còn luôn rồi. Dạ con xài điện thoại một phím. Dạ à, cô nói xin bé Hạnh nó nhắn cái số bill là được rồi cô. Nhắn số được rồi cô, nhắn số đi con coi coi. Ở trên chảnh mà cô có hỏi con bé Trang chưa? À, tiếp tục cô bác. À, tại công việc của công ty cô bác ơi, thông cảm nha.
tại vì cũng thiệt công ty gọi bất bất chợt có thành ra cái đoạn ghi hình của mình nó bị bây giờ nếu mình ngắt phim ngang thì nó đứt đoạn, nó không có liền, thành ra cái khúc này nó ghi âm vô luôn rồi. Thôi cô bác thông cảm, đây là ngày này mình nói lại, đây là ngày Đức Phật nhập diệt cô bác giữa rừng Sa La Song Thọ. Đây đó là tứ đại động tâm, là bốn cái chỗ mà mình đi đến là mình xúc động nhất đó cô bác. Đó là ghi dấu lại cái cuộc đời của ngài. Mình ghi ngược lại cho cô bạn xem: lúc đản sanh, lúc thành đạo và lúc thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, và cuối cùng là ngài nhập diện với loại với cội Sa La Sâm Thọ của bác. Dạ lô. Dạ. Nhắn số bill á cô, nhắn cái số bill của cái đó đó. Bây giờ con không có Zalo rồi. Con không có Zalo, có mặt của con là xài máy bàn phím, Zalo hồi đó nằm trên máy tính bàn đó cô. Dạ. Ủa đâu con đâu đội gọi Zalo cho con, cô. Đâu, không con gọi máy bàn phím, máy bàn phím. Cô coi lại đi. Dạ, 7799 của con đó. Là cái máy bấm bàn phím mà nó không có hình đó cô, cái máy cù bắp á. Con gọi con xài máy cù bắp. Dạ, cái Zalo với cái Facebook của con nó nằm ở trên máy tính bàn. Tại tại ủa sao kỳ vậy ta, tại con đóng thùng rồi, có bây giờ có chắc có lẽ là con phải mở cái thùng ra con xem. Dạ. Con đi đường nào sư? Đường này đi lên đó sư. Dạ. Dạ. Cô bác ơi, cái clip mình nó đợt này nó bị không liên tục rồi cô bác ơi. Tại vì công ty gọi. Sư đó. Dạ. Sư ra dẫn đường cho mình mà mình bị đứt đoạn cô bác ơi. Có Tại nghĩa vì là người ta tạm kinh thành tại tại vì công ty gọi bất ngờ thành ra bây giờ cái clip mình phải liên tục. Cái trong này là gì sư? tâm tạng kinh với Tam tịnh tam tạng kinh hả cô bác? Sư. đó là tập Ai. để cho chưa ai lên vô được. Dạ, ở đây là có sư trụ trì dẫn cho mình đây cô bác. Rất là quý. Tam tạng kinh Đây. năm bộ bộ 114 kinh Mấy kinh 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 lực lượng của Nikaya đâu đó hả Dạ sư? đúng rồi, đi kia đọc cá. Dạ. Ra tiếng Bali. Đây, sư sư chủ trì đây cũng thông báo cho mình biết là không có ai vô đây được. Chỉ có sư dẫn mình vô thôi nha cô bác. Tiếng Bali. Tiếng Bali luôn hả sư? Bản Tiếng gốc luôn hả sư? cái này là cái bản là Không. quyền của Nhật họ họ Không, ý họ con dạy. là cái chữ này là chữ bản gốc. Dạ đúng rồi. À, nhưng mà Tiếng người ta đã Anh, in ấn tiếng lại rồi. Nhật, tiếng Dạ. Anh, tiếng Bali, tiếng Khmer. Bốn thứ tiếng hả sư? Dạ 110 quyển. 110 quyển, Một là bộ á. một bộ 110 quyển Còn kinh lực lượng. Cái kinh này là lực hai lực. bộ rưỡi, tổng cộng là tới Dạ. 5 bộ bên kia nữa. Wow. Quá là trời, quá quý của bác ơi. Ít có ai mà biết được là Tam Tạng kinh điển như vậy. Không, hồi đó giờ con cũng đi nhiều nơi mà con cũng không từng thấy đó sư. Dạ hiếm mà Con cũng có không được từng chiêm ngưỡng những cái Tam Tạng kinh điển như vậy. Còn mấy thầy đi qua bên thánh địa thì cũng không có ghi hình được mấy cái tam đạn kinh điển gì đâu. Mấy thầy chỉ nói với nói thôi. Chứ thật sự tam tạng kinh điển như vậy là mình đã tận mục Chỉ sở có thị. Tận mục sở thị đó cô bác. Hữu duyên. Cái duyên rất là lớn cô bác ơi. bản này kinh sách lá buông là cũng trên 100 năm tuổi đó. Qua. Kinh cổ nó gồm có tiếng Pali, Sanskrit rồi với Đâu, sư, sư tiếng sư sư hạ xuống một con tí tiếng xíu nè. tiếng Khmer cổ. Cái này là giờ Ủa lá buông mà thường nói trong kinh điển đó hả sư? đúng đúng rồi, kinh lá buông đó, kinh này ghi Qua. chép lại trên 100 năm hết. Trên 100 năm á sư, Dạ. mà giữ bây giờ Dạ, vẫn còn tốt á sư vẫn không? tốt. Chỉ còn một số vị là ngài biết cha những cái chữ này thôi. Cái Tiếng chữ này Pali, tiếng Sanskrit. sao Rồi mà Bali với Sanskrit tiếng Khmer cổ. Khmer cổ. Khmer cổ có khác hơn Khmer mình bây giờ không Dạ sư? khác, mình đọc khác. Đọc khác nhưng Dạ. mà sư vẫn đọc được đúng không? Dạ, tùy theo vị thôi.
vậy dạ. Xuất gia lâu vậy. Dạ. Đây một mấy bộ đây. Đây là lá buông nha cô bác. À, mấy tạng kinh ở trên cái lá buông. Để con mượn để dưới sáng này sư. Đây cô bác. Đây. Cái này là chỉ nghe lưu truyền thôi chứ thận tận một sở thị thì không chưa có thấy đâu. Đây. Đây là tai nghe mắt thấy đó là sư là cô bác. Đây là sư chính sư trụ trì là dẫn mình lên cái phòng tam tạng kinh điển mà sư nói là cái, ít có ai được gặp. Bộ cũ là trên 50 năm về trước đó. Cái bộ cũ hả sư? Để con mở có sư mở ra cho con coi cái trang giới thiệu hả sư. Đây, này là 52 năm rồi. 52 năm hả sư? Đúng là cổ rồi đó sư. Sách cũ. Sao mình biết tái bản. Và mấy bộ này mình có thường mấy bộ Nhật tụng thì khác hả sư? Dạ Nhật tụng thì thường dạ. Ấy còn cái này là nó nằm ở trong kinh Luật Luận với sư. À kinh Luật Luận giảng dạy trong các giảng dạy dạ. Là sơ trung cấp rồi cao cấp Phật học cũng như dạ. Học viện á. Dạ. Đây. Là sách lá. Cái này cục kinh đấy nữa, là sách lá nữa. Có cái bộ này khác nữa. Cái bộ này nó làm bằng giấy. Đây. Bằng giấy là... Cũng là cũng gần này. Gần với cổ hả sư? Dạ sao này thôi. Dạ sao này thôi. Dạ. Đúng, còn đúng. Là quý nhất là lá buông đây. Dạ đúng rồi. Lá buông này là này. Sư này sư nói cái lá buông này cũng tới trên 100 năm á sư ơi, cô bác. Đây. Đây. Đây cô bác. À, thấy sư rất là nhiệt. Sư là rất là nhiệt tình cô bác. À, đó con quay này sơ cái cho Phật tử xem hả sư. Đây cô bác. Đây là kinh lá buông trên 100 năm nha cô bác. Đây. Còn hồi nãy sư nói cái này là cái đây, cái quyển đó người ta dựng lại giống như là scan lại á. À, không mà sư nói hồi nãy cái này là cái lá gì sư? Cũng lá buông nữa. Cũng lá buông. Scan ha. Dạ. Không dạ. Copy lại chứ không có viết. Cái này là nguyên bản nè. Dạ nguyên bản. Cái này nguyên bản nè cô bác. Đây. Đây. Cô bác thấy chưa? Mình là hữu duyên lắm đó, mới được sư dẫn lên tới trên đây đó, chứ không phải là tơ mơ đâu. Dạ. 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 À, sẽ lợi Phật trong đây luôn hả sư? Dạ. À, có lợi lớn sư. Mà con chim bái cỡ này là quý lắm rồi sư. Dạ, con chim bái được vậy là quý lắm rồi. Đó cô bác, rất là quý luôn. Không gì bằng. Mà nói chung á sư, con hôm rồi con đi ghê. Ghi hình là đi tới đâu các sư cũng ủng hộ con, hình như là con có duyên đó sư. Dạ. Mấy lần trước lại quay sư không đi. Dạ. Tại nó có cái duyên hồi đâu hồi à, hồi tiền kiếp rồi đâu à. Cái này như là ở trên cung trời đạo lợi vậy. À đây nè. Có tam tạng kinh, có đây. Kinh sát rồi có chư thiên. Đây. Đây có chư thiên này cô bác. À, sư nói đây là cũng như là hình dung là cái cảnh của cung trời đạo lợi cô bác. Đây. Đây bên đây nữa cô bác, đây là bên tả đây. À mình ở ngoài mình bước vô là bên tả đây. 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 Đây có các chư thiên nha cô bác. Đây. Các tu thi chư thiên của khung trời đau lợi. À đó là tam tạng kinh điển đó cô bác. Đây. À, sắp xếp rất là đẹp. Rất à giờ tháp đúng là tháp kinh này. Nó là tầng nha. Đặc biệt có cụ hang kinh này. Dân cúng dường tới 14 bộ kinh. Cái cụ này giờ qua đời rồi. Ở quê ở Vĩnh Châu Sóc Trăng. Vĩnh Châu Sóc Trăng á cơ. Mà sinh sống ở Campuchia rất là lâu năm. Dạ. Cụ này là dân bộ tam tạng. Đây. Cụ này cô sư nói là cụ tên gì sư? Hàng Kinh. Hàng Kinh. Hàng Kinh quê ở Vĩnh Châu Sóc Trăng. Vĩnh Châu Sóc Trăng là quê trồng hành. Sống ở Campuchia cũng trồng hành đó cơ sư. Dạ. Nơi mà trồng hành tím đó cô bác. Thiện Nam có tiếng trong coi như là Phật sự Phật tử Thường Thành. Dạ, Thường Thành mình nói theo hệ phái Bắc Tông á. Đây là mình ghi lại cho cô bác nào là bên hữu. Từ ở ngoài mình đi vào bên hữu á là cũng như là chư thiên ở cung trời đau lợi á cô bác. Còn ở bên kia ở trong kia là tam tạng kinh điển mà dựng lên cũng như là một cái tháp cho cô bác. Cái tháp kinh điển đó cô bác. Đây. À, cô bác thấy quý ghê chưa? Dạ. 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 Để hồi con đi tới. Đây cô bác. Đó, cô bác thấy chưa? Rất là đẹp. Đây sư đã nói cho mình ở đây cũng như là một Phật tử thuần thành của chùa đó cô bác.
cúng dường tới mấy bộ Tam Tạng kinh điển của bà. Đây. À, cái ông này thì cái cụ này thì quê quán ở Sóc Trăng mà sinh sống ở Campuchia. Đó là một Phật tử thường thành cúng nhiều kinh sách cho chùa rất là nhiều. Dạ. Sao là Phật là có cái tấm cái miếng gì đại lại đó phải không sư? Dạ, ông hướng dẫn đoàn Phật tử về nhân cái lợi luôn. À, ông đó đó hả sư? Dạ, ông Phật tử này là đoàn gì dẫn đoàn về dân xá lợi của Phật luôn này sư, cô bác. Đó là chính sư trụ trì nói cô bác, không phải mình hỏi đâu đâu nha. Đó là chính xác 100% đó, sư trụ trì nói không có sai rồi đấy. À. Đâu tượng nào đó sư? Dạ, tượng đá à, tượng đây, tượng trong khung đây hả sư? Dạ, của ông thỉnh về ở các nước về cũng ông thỉnh ông về ông cúng vừa luôn. Đây là cái tượng không phải ở Việt Nam hả sư? Dạ, cái tượng đó của Campuchia. Campuchia nè. À, nói chung là ông đi sưu tập mà dạ, các nước đem về cúng dường cho cái chùa ở đây. Khi trước đây của Thái Lan. Đây. Đây của mình, của Việt Nam, của Thái Lan. Đây. Dạ. Cái tượng này. Dạ. Cái tượng thạch anh này, cái tượng trắng trắng đây là cái tượng của Việt Nam đây. Dạ. Còn cái đến là cái tượng màu thập cẩm thạch đó là tượng của Thái Lan hả sư? Dạ, Thái Lan. Đây. Đó, những cái khung trong lộng kiến của sư để lại đó là những cái báu vật không hả cô bác? À, nhà cái vị Phật tử thường thành đó cô bác. Mà đi sưu tầm về rồi kính thỉnh dân cho sư để mà sư thờ cúng đó cô bác. Giá lốt. Dạ. Con phát với bé Trâm á cô. Dạ. Hai mươi bảy tháng sáu tới 11. Dạ. Chắc có lẽ là cái bill nó sắp ở đâu nó còn lộn đó cô, chứ còn cái thư thì dạ. Dạ. Nó liên tục từ ngày đó tới ngày đó hay cô? 27 tháng 6 tới 11 tháng 7 hay cô? Rồi. Dạ. 22 bill. Dạ. Rồi, cô bác. Rất là hữu duyên. À, mình cũng không biết, không hiểu luôn cô bác. Mình chỉ đi thôi chứ tới đâu thì các sư, các thầy đều ủng hộ mình hết mình đó cô bác. À, mình không thể nói được những cái vấn đề mà hữu duyên này đâu. À, cái đỉnh này, tháp này rất là đẹp cô bác. Để cô bác xem. Mình quay bốn hướng cho cô bác xem luôn. À, cô bác thấy nè, sư lên đây còn bật quạt cho mình luôn đó nè. À, quý không? Ông Công Đức, ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành phố Cần Thơ. Dạ. Rồi, bây giờ bên đây cũng là các chư thiên nè cô bác. Đây mình quay lại cái tổng tổng thể, cái sư chỉ cho mình ở bên hai cái bức tường mà để là Tam Tạng kinh điển nè cô bác. Đây là chư thiên, hình ảnh của các chư thiên trên trời nè. À, cái tháp đó là bên đây là Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ đề nè. Đó, còn bên kia là cái tháp. Cái tháp mà để Tam Tạng kinh điển đó cô bác. À, hai tháp đối diện nhau và hai bên là những cái bộ sách bằng lá buông đó cô bác. Là trên 100 năm đó cô bác. Và những cái phục chế sau này nữa rất là nhiều cô bác. Cô bác là xem là rất là trong này là coi là choáng ngợp luôn đó cô bác. Màu sắc rất là rực rỡ luôn cô bác. Để theo sư ra. Rồi còn ở đâu nữa không sư? Dạ, đi vòng quay với cái nóc.
Ủa hồi nãy mình con mới lên đây hả sư? Mới lên à? À mới lên là con tưởng nó có khung viên ở dưới đây. Đây là cái nóc. Từ đây lên tới đỉnh là 30 mét, từ dưới đất lên là 52 mét. Ở dưới mét là dưới đất mình lên tới cái chót ở trên là 52 mét hả thư? À, rồi con cảm ơn sư nhiều, nghiệp sư quá. Sư làm như hướng dẫn viên cho mình luôn cô bác. Từ ở dưới đất mà lên tới đỉnh là 52 mét nha, nha cô bác. Đây, cái đỉnh cao chót vót này Đặc biệt mình đi xung quanh mình nhìn được cái cảnh toàn cảnh nè. Ở đây mình đi xung quanh là nhìn toàn cảnh luôn hả sư? Dạ, đi vòng toàn Dạ. cảnh, đặc biệt có bờ hồ. Anh đi 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 Bờ đi hồ vòng. sáng thổi hả sư? Dạ vâng. Dạ. Anh đi một vòng, Dạ. đi một vòng. Đặc biệt là mấy cái phù điêu ở Đây. đây là nó có mấy cái tượng. Đây, tứ đại động tâm mà cô bác xem lại hồi nãy mình đi dưới này. À. Đản sanh thành đạo thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển, và cuối cùng là ngài Đức 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 Phật nhập Niết Bàn ở rừng Sa La Thông Thọ đó cô bác. Ở đây ban phước cái hình ảnh này ngài bước ban phước tâm từ đây, hai chắp hai tay trước ngực đây cô bác. Đó. Năm cao lắm nha cô bác, 52 mét mà kể từ mặt đất lên tới đỉnh. Hồi nãy mình ở ngoài mình lia cái máy hình, cái máy mà mình lia đứng lên trên luôn á mà thấy chưa tới nóc luôn cô bác, bởi vì thầy sư nói mình mới biết cái thông tin này. À thấy cầu Cần Thơ luôn rồi cô bác ơi, để mình zoom lên cô bác xem nha. Đây thấy hai cái mấu cái trụ cầu Cần Thơ luôn, cao cao lực lưỡng luôn đó đó cô bác, thấy chưa? Wow cao lưỡi lắm cô bác ơi, ở lên đây 52 mét là cao dữ lắm rồi đó. Đây để con quay toàn cảnh cho Phật tử xem như sư đây nè. Đó đó cô bác xem đi đó, sư sư rất là nhiệt tình cô bác, rất là đáng kính cô bác, là cái bậc sư trụ trì trưởng bối như vậy á, mà tận tình như mày vì mình vậy là rất là đáng kính. Bên nói chung bên Phật giáo là vậy cô bác, hòa đồng của bác ơi, không có cái khoảng cách. À, đáng lý là sư cái cương vị của sư á, là sư mở cổng cho mình vào rồi mình hỏi thăm rồi sư đồng ý vậy là xong cái trách nhiệm rồi đó. Nhưng mà cái đằng này thì sư tận tình mà đưa mình lấy tới trên rồi này. Đưa mình tới lên trên này mà còn diễn giải cho mình rồi thuyết minh cho mình những cái vấn đề về cái cuộc đời của Đức Phật đó, thì cái chuyện đó thì mình cũng không thể nào mà diễn tả được hết bằng lời của bác. Đây, đây mình đang ở trên đỉnh đây cô bác. Đây cái đỉnh này là cao 52 mét từ từ đỉnh từ đất từ mặt đất tới đỉnh đó cô bác. Đó, mình hồi nãy mình đứng ở dưới mình lia lên nhưng mà thật sự là không tới đâu cô bác. À, nó khuất mấy cái ban công. Đó. Đây cô bác. Đây là ngài Đức Phật Thích Ca nè. Đây là bậc Thế Tôn đó cô bác, thế gian tôn ngài lên đó chứ ngài không có tự tôn mình đâu. À, sư nói đi sư bước mình bước xuống mình tính đi ra đi về, sư nói còn đi xung quanh nữa đây, đây đi còn đi xung quanh để tường lãm cái những cái quang cảnh xung quanh cái ngóc cái ngôi chùa này ở trên phần 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 cái phần cái phần cái phần sân thượng cuối cùng ở trên cái ngôi chùa của bác, từ đây lên trên nóc đó, nó cũng xa lắm cô bác, chắc cỡ khoảng hơn chục mét của bác ơi, tới đỉnh luôn là hơn chục mét nè. Đây tới đỉnh là cái chục mét hả sư, từ mình chỗ mình đứng 30 mét hả sư, mà con thấy gần ha. 10 Mình mét tới cái đầu thứ hai đó, à, dạ tới cái đó nè, dạ tới tới hai hai cái đầu đó 10 mét dạ đó. Okay, trên này con không có định vị được, con thấy nó gần Đó, cây dạ. lên Đó đó. là sư nói là 30 mét từ đỉnh cho tới cái chỗ mình đứng, cái này là kêu là sân thượng luôn hả sư, là máy cho Cái này là tầng 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 thượng đó. tầng thượng là nó tới cái Tháp, máy tầng tháp. cái thần tháp ở trên là tới cái máy chùa của bác. Đó là đi 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 thẳng đi vòng. À, Cái này mấy đường dựng mở, cũng thấy là cái dạ đó đường dựng mở tâm.
mấy mấy chùa Bà che chở hồn dân tộc và nếp sống muôn đời của tổ tông, là từ thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông là mình cận cận đại tới bây giờ đó cậu bác, từ mình kể từ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Còn còn thời Đức Phật Thích Ca thì là cổ xưa rồi, còn mình nói thời hiện đại là vậy đó cô bác. Đây là sư đây à, thầy sư rất là bình dị cô bác, không có khoảng cách với mình đâu đó, cô bác thấy chưa, rất là hữu duyên đó. Cái chuyện này mình không có lý giải được đâu, mình cũng không ngờ, là mình tính là quay cái ngoại cảnh thôi. À, mình ghi hình cái ngoại cảnh thôi, mình nói chứ ông Từ ông giữ cái cửa đền á, rồi ông mới nói vậy đó, ông mới nói bây giờ phải vô hỏi sư ông, đó, sư trụ trì, rồi cuối cùng rồi vô hỏi sư trụ trì, rồi sư trụ trì nói là ừ thì vô ghi hình thì ghi, rồi sư cuối cùng mình bước vô rồi thì hồi nãy mình bước cho ra, mình bước cho ra sư mới hỏi, ủa sao không đi vô mà ra, nó con ra con quay cái ngoại cảnh trước cổng trước rồi con vô con quay cái nội quan, đó. Rồi sư rồi cuối cùng mình đi là bắt đầu sư bước đi trước, rồi sư bật đèn rồi mở cửa cho mình đi dẫn lên tới sân thượng luôn cô bác, à, tới tứ đại đồng tâm rồi tới tới tứ đại đồng tâm rồi xong rồi rồi tới là cái những cái bộ kinh cổ của bác đây đây cô bác sẽ nhìn thấy là toàn cảnh ở đây, đây là cái hồ sáng thổi đó cô bác, đây cái hồ sáng thổi mình có ghi hình rồi đó cô bác. À, mình lia cho cô bác xem là cái hội sáng thổi mình đứng trên cái sân thượng của cái ngôi chùa cao 52 mét nha cô bác, so với mặt đất nha cô bác. Đây. Đây. Cô bác xem bên kia. Đó là tòa nhà dầu khí đó cô bác. Cũng là tòa nhà Bảo Minh đó. Rồi. Bên đây đó là bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Và kế đến đó là tòa nhà Sacombank ngay chỗ chùa Phật học nha cô bác. Đó. Rồi tiếp đến là nhà sổ số kiến thiết cô bác ơi. Đây. Đây mình ghi hình ở đây cô bác xem. Đây chưa nó giáp cái đây. Đây cái phần là cái phần mái ngói ở trên này cô bác, mình đi tới lên sân thượng rồi đó cô bác đó. Đây là sân bên đó, mình chưa đi trở lại đường bên kia phải không sư, đi qua xuống luôn hả sư, con đi tính đi trở lại. Đây là cô bác, đây cũng hình ảnh của Đức Phật nè cô bác, đây là bốn mặt. Rồi bây giờ mình đi xuống, ai có đường đi nó trong vòng tròn luôn cô bác ơi. Đây chỗ đây. Bốn mặt ở trên cái mái ngói ở trên là đều có bốn tượng của Đức, của ngài Ca Mâu Ni. Rất là đáng quý của bác. Bây giờ mình vô đường này mình đi xuống phải không sư? Rẽ phải. Dạ. À, cái đường này nãy mình có vô mình giếng rồi phải không sư? Rồi, sư đi trước đây con đi xem. Đây cô ba. Sư tắt đèn hả? Tắt đi sư, để nó hao điện. Còn cái sư. Chưa sư ơi, chưa sắc sư ơi. Dạ. Rồi sư đi trước đây con đi xem. Dạ, sư cứ gõ vô Bình Cần Thơ thấy vô tên của con rồi. Dạ, con tên Bình, con lấy cái tên con là Bình Cần Thơ. Rồi cô bác ơi, mình tiếp tục ghi một đoạn nữa cô bác. Bình bị nãy hết pin cô bác.
hết pin rồi, bây giờ mình tiếp tục mình đi một thêm một đoạn nữa nội cái quan ở dưới dưới cái đường mình đi xuống này cô bác. Hồi nãy không hẹn cô bác trước là tại vì giữa chừng cái hết pin cái máy cúp ngang luôn cô bác. Đây, đây. À, mình sẽ ghi một vòng cho cô bác xem từ ở trong mình nhìn ra cái ở trong mình nhìn ra ngược ra cái cánh cổng chính của chùa đây cô bác. Cánh cổng chính của chùa hệ phái Nam Tông nha cô bác, à, là Nam truyền đó. Hồi lúc xưa đó là khi mà lúc Phật Thích Ca thành đạo rồi đó, thì các đệ tử của ngài đó, nó các đệ tử của ngài đó sẽ chia ra hai hướng đi, hai hướng đi, một bên đó là đi theo về hướng Bắc để truyền đạo, một bên đó thì đi về theo cái hướng Nam truyền đạo, đó là kêu đặt tên là Nam truyền và Bắc truyền. À, nó, à, dạ ở trong này hả sư? Dạ dạ con thay pin con thay pin vô con quay tiếp chút nữa. Ủa cái tháp này là sư cái tháp này là để có chứa cho gốc cảm ơn sư của sư ông hả sư? À nói chung là tháp là thứ cho cốt phải không sư? Dạ có cho cốt của sư ông tổ đình chùa này đó cô bác. À, đây cái tháp này thì chỉ cho mình nằm trong cái góc này mình không thấy, sư chỉ mình mới thấy đấy cô bác. À, tháp này là tháp cổ đó cô bác, có từ lâu rồi cô bác. Ở bên kia cũng cái tháp này đó hả sư? À, vậy là hai cái tháp nằm hai bên cái cửa ngõ đi vào phải không sư? À. Đây. Đây là cái bức phù điêu rồi cô ba. Cũng lâu lắm rồi. Ở trong này có tháp nữa hả sư? Dạ không. À. Dạ. Ở trong này cũng thấy khuôn viên trong này mát hả sư? Dạ. 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 Đây cô ba. Đây là cái sơ đồ đây cô bác. Đây sơ đồ mình lên lậu hồi nãy giờ đó cô bác. Đây cô bác xem đây, nãy giờ sư dẫn mình đi là theo cái sơ đồ này đây. Đó, đây cô bác sẽ hình dung được chứ bây giờ quay lên chảnh quay đi vòng vòng mà mình không biết được đâu. Bây giờ mình cũng không nhớ được luôn đó, nhờ sư dẫn không đó. Tới mình xuống mà hỏi sư đi đường nào xuống mà sư nó đi vòng tròn xuống luôn. Đó, đó là sơ đồ để mình lên cái tất cả các tầng và đi lên tới cái tầng cao nhất đó cô bác. 1 2 3 4 tower. Rồi. Đây là Naga cô bác. Ủa, hai bình tượng Naga này cũng hai bên giống nhau hả sư? Giống nhau. Dạ. Đối xứng với nhau cô bác. Hai cái hình tượng này Naga đối xứng nhau, giống nhau luôn. Đây, cái mặt này hồi nãy mình chưa ghi hình nè. Bây giờ tượng trưng cho từ bi hỷ xã. À bây giờ là bây giờ là bốn mặt mà đó, từ bi hỷ xã cô bác, tượng trưng cho từ bi hỷ xã. Đây, zoom lại cho cô bác xem nè. Đây với nàng tiên nữ ở trên. Đây tiên nữ thì nó đây dạ thần ở tầng trên. Dạ đại sư nói là tượng bốn mặt là tượng trưng cho từ bi hỷ xã đó, rồi tượng bốn mặt ở trên dạ tiên nữ nữa là cây no đó. Dạ mà con thấy bên mình là màu sắc quá ha sư, thầy đi bước vào cổng nó thấy chó ngợp luôn á, à, con phiêu phu mà hình toàn là hình nổi không à, chứ không phải là hình mình vẽ lên tường đâu. Vẽ thì nó có thời gian, dạ. Này thì nó lâu hơn. Cô bác nhìn thấy cái cầu thang mình đi lên chánh điện nè, cô bác thấy cũng rất là công phu luôn, nó không phải là đơn giản đâu, chạm khác hình nổi không à cô bác. Đây là ông rồng đây, Naga đây, sư nói Naga đây. Màu sắc rất là tinh tế cơ đó. Mình nghĩ là cái chùa Khmer này là làm xây dựng rất là công phu chứ không phải là đơn giản đâu. Tại hình nổi là rất là khó của bác ạ.
chứ cái tượng vẽ lên tường thì nó dễ rồi. Đây là phương tiện của xe, phương tiện của sư để mà di chuyển đi, là đi đạo pháp nè cô bác. Đây. Đây. Rồi, cô bác ơi, ở đây là cái cây Bồ đề. Ở nơi là cái này, cái đường ngõ đi vào là cái phần chính diện đây. Đây chính diện mình nhìn thẳng vào đây cô bác. Đây. Cái cầu thang sư dẫn mình lên là cái cầu thang này. Đó. À, mình nhắc lại cho cô bác xem để hình dung được là mình đi vô sư hẳn dẫn mình hướng nào, đi dẫn vào cái hướng cổng chính đi vào đi thẳng lên luôn. Đây. Đó. À, cao ngất lên trời, bây giờ mình nhìn không thấy ngọn tháp luôn đó cô bác ơi. Sư nói là cái chiều cao đó là 52 mét đó. À, khủng khiếp không? Mình lên chảnh là mình thấy cái Cần Thơ rõ rành rạnh luôn á, hai cầu Dây Văn là rõ luôn á. Màu sắc toàn là hình nổi không á cô bác. À, rất là đẹp, cái này lên màu đẹp lắm á sư. Lên màu đẹp mà bắt mắt lắm á. Mình sẽ lưu từ từ ra cho cô bác thấy cái đường sư dẫn cho mình lên tới sân thượng là cái đường này đây. Mình bước vào cổng, thư đi trước và mình nói gót theo sau. À. À, cái chỗ này là cái tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải không cô sư sư? Dạ, Thích Ca gọi là Đức Phật Metaya. À. Đức Phật Metaya là giống như Đức Phật bằng bằng ấy hồi nãy đó, bằng dạ. Bằng thành ở trên màu xanh đó. Dạ dạ dạ. Dạ. Vị lai. Dạ. Yeah. Phật. Đức Phật quá, Phật quá khứ và Phật vị lai. Vị lai. Dạ. À, cái tên đó là tên của người, của Khmer phải không sư? Dạ. Metaya. Metaya. Ametray. Dạ. Ametray là tượng trưng cho dòng vua chúa trang sức giống như là. À dạ dạ. Rồi. Phật vị lai. Rồi cô bác ơi. Sư bây giờ vẫn còn ở trước cửa đây sư. Sư đưa mình ra tới cửa đi về đi. Rất quý. À, hôm trước mình qua chùa Bồ Đề cũng sư ân cần đưa mình cũng mở cửa cho mình vào. À, rồi bây giờ tới đây qua cái chùa Khmer này đây thì sư. Dạ. Rồi con xin phép sư con đi ra cửa con về ha. Dạ con cảm ơn sư nhiều. Dạ. Dạ. À, con chào sư ạ. À, chúc sư an lành ạ. Dạ. Con chào sư. Bye bye. Rồi, cô bác ơi, mình ra mình quay lại cái cổng của cô bác cái nữa nha cô bác xem nha. Đây. Đây mình ghi hình ngoại quan cô bác. Đó. Tại vì mình ấn tượng rất là mạnh với cái điểm của chùa Khmer này. Tại vì cái mọi người không biết á. Thì người ta nói là kỳ thị Nam Tông với Bắc Tông đó. Khmer là thuộc về hệ phái Nam Tông cô bác, là Nam truyền đó. Còn bên Phật giáo Thống Nhất thì hệ thái Bắc Tông đó. À, rồi các chùa mình đi hôm dài đó là hệ phái Bắc Tông. À, người ta không biết mà ta nói có cái phần kỳ thị đó là không đúng nha cô bác. Từ một gốc đi ra, Nam truyền và Bắc truyền cùng một gốc đi ra của Ngài Thích Ca truyền đạo cho tất cả các đệ tử của Ngài. Nhưng mà khi Ngài nhập diệt rồi đó là phân theo hai nhánh. Một nhánh đi về theo hướng Nam truyền đạo gọi là Nam Tông. Một nhánh đi về theo hướng Bắc để truyền đạo cũng một gốc của cũng một gốc đạo của Thích Ca truyền đạo đó ra đó. Nhưng mà đi về theo cái hệ phái Bắc Tông, phương Bắc đó. Nói chung là phương Bắc với phương Nam gọi là Nam truyền và Bắc truyền. Còn không biết là mình nói là Nam truyền với Bắc truyền là hai cái hệ phái nó khác nhau, nó đối đầu với nhau là đúng là không phải nha cô bác. Đó hiểu sai lệch đó. Đạo pháp dung hòa. Đạo pháp thường hai dung với hòa. Xét người cho tốt là xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Rồi, đến đây là mình đã kết thúc một cái toàn trình của mình đã đi đến cái chùa, đi đến ngôi chùa chứ.
hệ phái Nam Tông. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hệ phái Nam Tông, chùa Bi Tu Khô Sa Răng Xây, Viễn Quang. Đấy, tôi thấy chưa? Địa chỉ là 27/18. Địa chỉ là 27/18 Mạc Đỉnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rồi. Rồi, cô bác nhìn tổng quan rồi đó, đầy đủ hết luôn đó cô bác. Mình đi tọa nguyện là tại vì sư phụ trụ trì là hướng dẫn viên cho mình đi các nơi rồi mở cửa cho mình xem những tam tạng kinh điển luôn cô bác, kể cả lá buông lá bối luôn. Những cái kỳ tích, những kỷ vật mà hơn 100 năm tuổi của bác, từ hơn 50 năm tuổi đến hơn 100 năm tuổi đó của bác, cũng được lưu giữ ở ngôi chùa này. Đây cô bác này, mừng thum chum banh lễ sen đoàn tà, lễ đoàn tà đó của bác. Rồi, như vậy là quá đầy đủ rồi cô bác ơi. Rồi, giờ coi mình xin kết thúc clip ở đây cô bác ơi. Là toàn cảnh cái chùa Bi Tu Khô Sa Răng Xây này thì sư phụ đã dẫn cho mình đi giáp một vòng rồi thuyết minh cho mình luôn, rồi mở cửa cho mình coi ra cho mình xem tàng kinh cát luôn cô bác. Thôi tạm biệt cô bác ở đây ha, hẹn lại clip sau. Xin chào tạm biệt.